ai khanh ơi đêm nay cao vàng trên lòng cao lòng gió gió khuya về làm rằng mặn hào y hãy nép mình vào ta tìm hơi ấm dịu kỳ cho người ngọc hồng thêm đỏ mộng lòng càng lăng lăng ta dài trong men tình em ơi nhìn con tô trả lời trong mắt biết tay thì ơi chậm yêu nàng tha gần đây trầm ngâm nhìn cho rõ ước mơ bao ngày xa vắng nhớ nhớ thương thương luôn gửi về người đẹp tay thấy tạ ơn không quên người gió tiếng sương trời trong pha làm tên mũi dao giữ xa trường mang chiếc áo phù chiến bào đánh quân thù tan tác cả tơi và chỉ là giấc mơ muôn dân thiên hạ vốn là của ta tay ấy xin hài an lòng ngủ ngon giấc đẹp trái lòng tiếp thần tại nàng Thank you.
ai thân ơi đừng vơ lo sợ, quân mang đời ta thiết họ, đừng ai hồng đông được nàng tây thi, vẫn dùng mặt trận chấm nào cho chi, ta xây dựng cố tổ đài cho mỹ nhân ai dám thân bài. Hằng diệt dương câu tiền giết chết tân hoàng, trăm ngắm đã thề chế đầu kẻ ác dân, tới phụ dương cho hạ già dưới suối vàng, nên lệnh thiền tập họp toàn từng cùng bao giây cô tử tư làm tương soi, chỉ trong mấy ngày thắng tên một mẫu lại câu tiên đầu hàng cho dân Việt chung muốn nà tây tây trở là con để người bắt đi phần số đã nhờ có lòng ô phù sai còn đây sông núi vẫn còn, chữ quốc tôm thâu ta đem về đặt dưới chân nàng, thà chết tại đây chớ không bao giờ chấm mình tâm bỏ lại nàng, cần chiến hôm nay phải
nào còn một mắt. Tạm lại đâu còn thù trai này sẽ lấy mặt của mình. Thiên hiệu bá mỹ của Tây Nguyên.